Rồi ok. Xin chào quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhá. Trong chương trình ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì bên DVH rất là vui mừng được ghép một dàn máy, một dàn karaoke, gọi là một dàn máy nhỏ nhỏ thôi cho anh Quý. Cho anh Quý ở thành phố Hội An thì anh Quý thì hiện tại đang có mic không dây rồi, đang có bộ mic anh bảo là anh sẽ sử dụng lại bộ mic của anh ý. Thì là hôm nay thì là em test tạm bằng cái mic có dây của em, vẫn cái mic Zupu mọi ngày hay test. Thì cấu hình dàn máy hôm nay là gồm có một con nâng, một chiếc nâng tiếng DB Acoustic mã là X200 này, một vang cơ DB KM 315 này và đẩy DB D5 cộng. Nói chung là toàn bộ dàn máy màu nhôm xước rất là đẹp các bạn nhá. Và là hàng chính hãng của DB Acoustic, được công ty DB phân phối, nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Nói chung là hàng hãng mà chất lượng thì rất là ok. Thì đối với những cái sản phẩm chính hãng thì các bác chú ý sẽ có cái tem cào này, có cái tem phủ cào này, các bác cào để kích hoạt bảo hành điện tử. Đối với những cái sản phẩm mà là hàng nhái thì các bác soạn tin nhắn thì họ sẽ gửi tin nhắn về là sản phẩm không chính hãng hoặc là chưa được cập nhật trên hệ thống các bác nhé. Còn đối với những cái sản phẩm chính hãng này thì sau khi các bác mà cào và kích hoạt bảo hành điện tử thì hãng sẽ gửi tin nhắn về cho các bác là cái model và ngày kích hoạt. Đây này, tất cả đều có luôn, trong hàng của DB mà tất cả đều có tem cào kích hoạt bảo hành điện tử luôn, hàng chính hãng bảo hành 1 năm, chất lượng rất là ok, rất là ngon các bác nhé. Okay, mở thêm một chút nhạc nữa test nhạc và tí nữa sẽ test micro. Nói chung là bộ này có nâng tiếng, có cái con nâng này, nâng DBX200 này em thấy rất là ưng ý. Con nâng này tiếng rất là hay quá, mặt mũi đẹp và tiếng cực kỳ hay luôn. Đang test nhạc qua điện thoại nhá, bật ở trên điện thoại này. Ok, tăng thêm một chút volume nữa nha. Cục đẩy thì có cả màn hình, cục đẩy có màn hình này, rất là xịn sò. Nói chung là dàn đồ này không chê vào đâu được. Nhưng mà cái này thì công suất thì do là chơi loa gia đình nên là em cũng ghép một con đẩy công suất cũng vừa phải thôi, không lớn quá. Thì về anh đang quánh một cái đôi loa nằm bát 30, đôi loa nằm BMB BMB 1000 bát 30 thì ghép con đẩy này thì quánh rất là ok rồi, không cần một con đẩy quá lớn. Nào lên một chút nhạc nữa nha. Okay, nhạc của anh rất là nét, tiếng nhạc qua con nâng tiếng này nghe rất là sắc nét các bác nhé. Các bác nghe và cảm nhận cái âm bát, âm tép của anh ra. Bát nó rất mềm và sâu và tiếng tép thì nó tơi. Tép nó tơi, nó nảy, nghe rất là phê luôn. Ok, bây giờ thì em trên tay em đã chuẩn bị sẵn một cây micro này. Micro này là con này khá hay test này. Tiện ở quán này cũng rất hay test bằng con này. Ok, cho nhỏ nhạc một chút nha. Nào, xem alo này. Alo, chưa bật mic rồi. Nào, alo này. Alo, 1, 2. Okay. Vang này, vang DB KM 315 nhại hay như âm ly 203N xịn luôn. Nhại rất là hay. Các bác nghe qua tiếng nhại. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Các bác nghe và cảm nhận cái tiếng nhại nhá, rất là ngon và khả năng trông rú cực kỳ tốt luôn. Chĩa mic vào loa cũng chả rú luôn. Con này thì có trông rú luôn này, có cái nút này FBX. Đấy, nếu mà với những không gian mà nó bị rú quá thì các bác ấn cái nút này thì nó sẽ chống rú, mạch chống rú nó sẽ hoạt động thì sẽ đỡ bị rú hơn nhiều các bác nhé. Còn nếu mà nó không rú thì không cần phải ấn đâu, thì tiếng mic nó sẽ tơi, nó sẽ nảy hơn rất là nhiều. Đấy, các bác nghe lại tiếng vang. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vang nhại rất là dẻo các bác nhé, vang nhại cực kỳ dẻo luôn, DB xịn mà. DB xịn rất là dẻo. Và cái này thì chỉnh tay thì cũng quá dễ luôn. Chỉnh tay cực kỳ dễ luôn các bác nhá. Chỉnh tay này thì toàn bộ là chỉnh bằng tô vít hai cạnh hết. Cái này thì về ai cũng có thể chỉnh được. Đấy, nói chung là cơ bản thì từ nhà sản xuất là nó cũng nhạy, nó cũng khá ổn rồi. Về nếu mà các bác muốn nhạy nhanh hay là nhạy chậm thì chỉ cần tăng giảm một chút ở đây.
thì là sẽ thay đổi được cái tiếng vang nha. Rất là dễ luôn. Và thông báo với toàn thể quý khán giả là hiện tại thì DB cũng nói chung là thương hiệu nào cũng vậy thôi. Thương hiệu nào cũng vậy. Thực ra thị trường những cái sản phẩm ngon lành thì sẽ có những kẻ xấu họ lợi dụng. Thì hiện tại trên thị trường đã có nhiều những cái sản phẩm nhái của DB rồi. Thì các bác nên tìm những cái đại lý uy tín và được cấp chứng nhận từ hãng luôn này. Đây là giấy chứng nhận này, DB Acoustic chứng nhận DVH Audio cung cấp sản phẩm chính hãng, của DB qua nhá. Đấy, hiện tại bên em là cung cấp sản phẩm chính hãng luôn của DB luôn, thì là các bác yên tâm trong quá trình sử dụng và đặt hàng các bác nhé. Qua đây thì em xin phép là gửi lời cảm ơn tới anh Quý và chúc anh cùng toàn thể gia đình nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, có những cái giây phút cất cao những cái lời ca tiếng hát thật là yêu đời, thật là vui vẻ anh nhé. Và đến cuối clip thì xin phép các bác là sẽ mở thêm, test thêm một chút đoạn nhạc nữa cho nó vui vẻ nào, và để cảm ơn quý khán giả đã luôn tin yêu và đồng hành cùng DVH suốt thời gian vừa qua. Hôm nay nghe nhạc hay quá, test dàn này nghe nhạc rất là hay. Nào thêm một chút Modem Talking Remix nhá, nào thêm một chút nhạc nữa trước khi dừng video nào. Ok, nghe nhạc rất là nét, rất là phê. Clip này DVS xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.